Bản Bản đã đi ra rồi, nữ diễn viên thần tượng của Nhật Bản, MIKI HONOKA. Thái Dung này, anh ấy có một chiếc máy ảnh. Mình nghĩ là mình nên dùng máy điện thoại để selfie chứ. Can you take selfie with us? We have iPhone here. Chắc chắn là buổi tối ngày hôm nay họ sẽ có những cảm giác không thể nào quên với liên